bạn xem ở cồn sài gòn thay mình đăng tiết, xem rap nga vào mặt căn channel YouTube, xem rap rất sách riêng playing, nó bên này nhắm xem thuộc bật bằng hai, xem rap nga riêng lên bật chấm riêng tắc hậu cắt sạch, xem rap bật tắc hậu cắt sạch chữ tu từ, xem rap đồ đẹp bóng ôn, nội dung vô đập ra prach nong cả, bắt đầu này bật cam bị thì xem, đại dương ai nội dung hai thà bật chấm riêng hao rúng, nặc lắc quạt thà đã khum rung ở chân tới, bà chúng xem rap bật tắc hậu cắt sạch, xem rap bật bay ni, playing bồ rán. Bạn này dân ách dô mà pra ca chân này khá nông ca mà bốc bằng chô khá nê tiền ốp bà răng tức ốp bà xa mai phong đài. Xem rạp ngay ní khá nhóm xôm mà ca bọt bằng hán bọt tắc hô các sách khám bàn xâm rùl từ lửa ạc cò. Bà ạc cò mà nà cà lò má lô nè bọn bọn bàn liên như rồi mà hỏi bọt tắc hô các sách xem rạp ạc cò đài khá nhóm bàn xâm rùl ní còn là chì ca ai thà thâm mây bằng tích bạn đã xem khán tài phải tốt, xem rạp thả bản ba ác quan đi về, buru mình buru ấy xem luôn là bóng phong xem khán tài phải tốt bằng đài, hay xem khán thả cá xem buru ác quan ấy dương năng biểu, năng cá lên chụp mũi khné, tay lơ tụm rung bật melody tắc hồ cắt sạch, chơi đầm bóng dương chơi rơ rơ giờ trong vạ các bạch, và trong vạ các bạch dương cho nó khán ông user và xem rạp giang mà há POS bấm bút ra ha, dùng cho nó không user dùng cho trong vạ các bạn, hay trong vạ các bạn chỉ tu tới dùng cho lập bươn trầm tại mở rồi sẵn, và sẵn bây dùng cách hai dùng liên liên ở toàn cá dùng cho lập bươn trầm mở rồi sẵn ba là bom là dùng ai chơi liên cả, thì pí dùng chơi ra vô sầm lên du long, ba sầm lên du long, ba sầm lúc nào bom bom chơi ra vô sầm lên du long, hai và sẵn bao lúc nào chọn bột bộ sầm lên chúng ta lấy sầm lên kia ta lúc nãy bóng ôn vô mặc nòng air thứ dùng mặc air thứ dùng vô sầm lên kia ta bả bả sầm lên kia ta nòng nòng air thứ hay sầm lên air one nòng nòng sầm lên tim mũi cứ dùng vô sầm lên vô lòng bả hay bắt đầu mới dùng check memory job dùng vô Regulation lệch na các bạn ơi, xem rạp luôn nè, bóng bốn trắng nông ca, sell trong bạc, bà, sell trong bạc, bây ngày cái đó dương còn là chỗ mấy dương trạch lệch nâng tới bia, bàn chia trong bạc bây giờ dương bán sell rồi mà hỏi, bà xem bác quân chắc nhằm xâm thuộc qua bọt bằng hai dứt xem rạp luôn nè, bóng bốn xem rạp nông ca hát riêng bọt tức hô cắt sạch, bà xem bác quân chung tiết nó chỉ vẽ cành đào dương lãng từ lứa mà chung tiết phẳng đài
bà xem rap ác coi đã khi ban chuẩn bị luôn đáp bằng paul mika smurul một tích một tuổi nút cứ dưng miền cả lê nhà coi dưng chật chật tịnh về đặt nông mà mơ dưa được cả mà ba nó cứ miền pi ác coi đôi cho miền ác coi đô lọ hay miền làm miền nỡ bà miền rey miền nỡ miền sọt bà xem bà luôn đáp bằng paul xem rap nó cả ác coi nó cả đại chụp hình dưng lên tới mình xử lý luôn đáp bằng paul anh ba xem rap đại chụp hình một tiếng left hand hay dưng tận lệ xem rap ác coi đại chụp hình một dưng trâm tài hát sắp tới được học sắp bàn ấy ba chứng sắm rạp đây chơi mà dưng hạ bay đôi gì lên tới dưng lưới ác co đây chơi mạnh tay bà mẹ nói dưng bạc đây chơi bà nói chi sắm rạp đây chơi đây sắm đám cứ sắm rạp sắm liền biểu lóng rồi ai đây sắm tí pí sắm liền guitar ai sắm liền bà dưng dưng ai thua ai sắm liền guitar lưới chương sắm liền biểu lóng rồi co sắm liền biểu lóng lưới chương sắm liền guitar dưng sẽ đây nơi lưới hàng ai có đóng đi miền lép miền rai vón miền rai trừ bà chắc nhưng xong lên dứt dứt mà đoàn tiết chứ mới nào có đại trực bệnh dừng lại tầm một chùm tiết quá đố la minor re minor sol đố anh lại lấy dừng đô chô đô sệt có phá la sệt bạn dương châu về cả đàl đây mình nè có sol anh ấy cho si sệt cho mi mình nè mi sệt cho qua lá mình nè sol có re re nữa có fa có la sét re nữa có sol có si sệt có mi minor mi sệt có re minor có fa có la sệt mặt chọc có la minor sệt có re minor bà tông đô mà giờ thế bàn tay dựng mình chọc đã có re minor chắc nhắm xong tay chùm môi năng chồng bà thank you.
បាទសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងនេះការសម្រួលទៅលើអកូននេះនឹងអាចថារសជាតិម្យ៉ាងបាទម្យ៉ាងផងដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនអាចលីងចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាចសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗពីសាលាតន្ត្រីមហារិទ្ធយើងខ្ញុំហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆាណែលទាំងសាលាតន្ត្រីមហារិទ្ធក៏ដូចជាស្ថាបិនភ្លេងពីឆាណែលនេះហើយអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនបានគ្រប់គ្រងសូមជ